Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Vâng, ở clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly Neckmann L590AX. Đây là một trong chiếc âm ly chạy class đầu bảng của hãng. Dòng Neckmann thì được sản xuất tại Nhật Bản. Và những dòng Neckmann này ở Việt Nam mình được rất nhiều các bác tin dùng. Dòng loa này ghép rất là tốt với những cái dòng loa như JBL hay Tainoi hay là BW. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu kỹ lưỡng hơn và cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đây là chiếc âm ly Neckmann L590AX. Chiếc này rất là đẹp luôn các bác nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đẹp thiếu thùng xốp thôi ạ. Mà phụ kiện như khiển dây nguồn zin theo máy luôn, chỉ thiếu một cái thùng xốp thôi. Dòng Neckmann này thì hãng luôn luôn làm hai cái đồng hồ vu chính giữa đấy, để điều chỉnh cái kim vẩy theo cái bài nhạc. Và bên này nó là cái đường input selector này, đây input là đường vào. Và bên này nó là volume này. Đấy. Và bên dưới nó là hàng núm chỉnh các chế độ như loa cầu loa A, B và A cộng B, bass, chép hay pa lăng. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và bên trên lóc nó hãng làm hai bên là hai cái lưới để cho thoát nhiệt ra, bởi vì dòng chạy class A nó sẽ nóng, chạy nó sẽ thoát nhiệt ra. Hai bên là hai cái lưới bằng nhựa và những cái phần này nó là phần kim loại. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Và em sẽ tắt nguồn và em sẽ quay tổng thể cho các bác để cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Dòng Neckmann này được hãng làm rất là trau chuốt và kỹ lưỡng. Đây là model chạy class A đầu bảng của hãng các bác nhé. Đây là con này, công suất nó chỉ rơi khoảng tầm 30W một kênh thôi, nhưng mà đánh rất là tốt luôn. Đánh rất là tốt nhiều loại loa rồi, rất là đẹp. Đấy, đít máy còn đây đủ tất cả các chụp, các chụp và các giác tín hiệu. Đấy. Đấy, thông thường những dòng âm ly đầy cao thì hãng luôn luôn làm thêm những cái đường ba lăng này, đường ba lăng ba chân này. Đấy, đấy, đường ba lăng ba chân. Và các bác có thể cắm rắc sờ CA hoặc hai ba lăng đều được hết. Và dòng âm ly này là sử dụng hai cầu loa AB. Và con này nó đang điện 100V và công suất tiêu thụ là 280W. Rất là đẹp luôn. Và giá chiếc âm ly Neckmann L590AX này em đang bán với giá là 82 triệu. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Một chiếc âm ly này thì không có cái điểm trừ rồi. Đầy đủ khiển dây nguồn theo máy luôn. Đấy, rất là đẹp. Những dòng âm ly này thì là chất âm class A thì cực kỳ là hay, ngọt ngào và rất là chi tiết. Vâng, đến clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm gì xin hãy alo cho em theo số điện thoại 0911 886 266. Và em xin cảm ơn các bác.